Bữa nay Út Anh làm bánh chuối nha cả nhà. Bữa nay vườn nhà có một buồng chuối. Út Anh hai chị em làm bánh chuối. Chào cả nhà. Đây mới đóng được 3 buồng chuối, một buồng chuối già, một buồng chuối cao và một buồng chuối sim. Rồi, Út Anh làm bánh chuối, lấy chuối sim làm bánh chuối. Lấy cái da bự đó, đi chọn cái da bự đó, đập nó được. Đây, chị em đang chế biến đây. Thấy không? Anh giới thiệu đang lượt bộ. Hello cả nhà. Có ai rảnh không vô đây làm bánh chuối với chị em nha. Hai chị em làm bánh chuối nè, có ai rảnh vô, bà có rảnh vô làm bánh chuối hấp. Rồi để vô. Đúng rồi. Rồi trời đạo diễn quá. Đạo diễn mà chưa làm hoài sao quay. Trời ơi ngộ quá ha. Cái ca nước không sao. Cái để nữa người ca đứng trứng đơ luôn rồi khỏi đổ nước gì vô trong tao. Chờ chút đi. Chừng nào 6 cúp đi rồi hỏi. Bà gánh tao vô. Ai má mày. Trời. Rồi lấy ca ra đi, lấy ca đi. Đứa ca tôi mượn tổ ở đây xíu thôi. Xíu thôi nha. Rồi. Tắt mẹ nó luôn. Tắt rồi má ơi, để xuống đi. Ủa sao bà hay biết ta, bà biết điện đó ơi, bấm cái dành đầu dây chứ. Tôi á, tôi bấm cái vô điện nó nhận. Vậy hả? Bà không có biết gì về điện sao? Không. Kìa. Thầy điện cho bà coi, đang làm đây nè. Mình rủ bà vô làm nè. Bánh chuối rồi, nó cúp rồi. Cúp rồi đâu đây. Rồi lẩm bẩm mình tôi quay cái này. Ồ. Đi ăn trộn. Đâu mình lấy đâu ta? Đó trên bàn đó. Phải không? Ăn nhỏ đó. Ủa ăn nhỏ đâu rồi? Ủa anh lấy à anh? Cái khăn nhỏ. Nè nè cái nhỏ nè. Cái khăn. Ăn nhỏ thôi. Chạy đi. Ủa, mới cà chùi mà. Được nè. Đúng không? Rồi được rồi. Không. Đây này. Nè. Nè ráo cái lã đi không rồi trời. Bánh chuối hấp cả nhà ơi. Vậy chiều nay mình có hai quay mình ăn nữa. Chiều nay nhiều rau với ta. Ai biết bánh nó nay lên vô gì đó. Sao chưa thấy? Chiều nay chắc nhậu nữa. Lên lịch đây. Lên lịch đây. Câu nó không cho tôi nhậu nó vậy? Nhậu cái chỗ nó đánh nó khóc. Nó sợ lắm, cái đạp nó văng sàn. Nhậu đổi nó về con cha nó ngủ. Nó không chịu. Bán nhiều mẹ gì rẻ. Chưa có đường phải không? Để bán chú hấp rồi. Bà làm hỏi mình trời bán trộn hết nãy sao? Không có. Đường có phẩm á, để mà đường hả? Mua dừa chưa? Mua dừa chưa? Coi con Tú có để chứ chưa? Quên nữa. Đường có. Mua dừa hấp nó dừa chưa? Có. Bả đi mua cả buổi trời nãy giờ đó, anh tưởng ông nào bắt bả luôn chứ. Ông nào dám bắt. Ông bán dừa. Không bán dừa đâu bà bán dừa. Bà già. Mua bò hả? Ờ. Rồi bà chỉ tôi chạy xong mới mốt thì đi gần á. Bà chỉ tôi chạy xuống qua cầu Găm á. Qua cầu chứ trời. Tôi nói ủa sao bà ăn trận đó là có tiệm tạp hóa rồi. À biết tôi mới đảo ngược cho lỏng nó ánh với đâu. Vậy hả? Tôi qua cầu Găm mới tiệm tạp hóa đụng trước rồi tới bò bò. Tiệm tạp hóa kế bà bán bún riêu bà ba á. Vậy hả? Bún chai bún riêu á. Bún chai tôi giờ tôi thấy đó mà tôi đâu thấy tạp hóa gì đâu ai biết. Tôi nói ủa sao kỳ vậy ta? Cái bác chị kia tôi trả người trong đây mua, tôi nói trong đây mua không bán, nó chạy ra này. Nó bò nó chạy hay đằng kia luôn. Đảo ngược cho đợi bà bán cho nhỏ kia sửa đường này đó. Nè chú. Rồi hai chị em một anh đang pha bột màu đẹp quá vậy, có để màu hả? Đâu có. Ủa chuối không nè. Mà nước màu đường thắng, đường thắng kẹo mà, nó có màu á. Mấy màu đẹp quá. Màu cánh gián á. Cả nhà lát hấp bánh chuối cho cả nhà ăn nha. Nó mới có màu đẹp. Lúc anh đang đập chuối cả nhà. Mắng cầu nhà nè. Trời ơi trái đã không? Mới hái vô đó cả nhà. Không phân, không thuốc, không gì hết, tự đó. Cái cây sạch đó, cây sạch. Đây, giới thiệu hai cây mắng cầu cho cả nhà luôn đó. Đó. Mới vừa hái vô. Bỏ vô luôn hay gì? Các bạn đang đập chuối để pha với bột làm bánh chuối. Bánh chuối hấp mà ăn với nước cốt dừa đó cả nhà. Đây, Dũng cũng kiếm được mớ củi nè. Đó cả nhà. Ở vườn dễ có củi có phải không? Đó. Lá dừa. Đây gỗ củi nữa nè. Đó. Sắc mỏng mỏng, sắc ngang nó sắc xéo không đẹp rồi. Bây giờ một chút sắc ngang nữa mình sắp lên nó đẹp. Đầu bếp này khó vậy trời. Khó rất khó, đã tử với năm rồi dễ là không là chế biến này đây nè. Làm bánh chuối kêu bằng là bánh chuối hấp truyền thống, bánh chuối dân gian, bánh dân gian ha, bánh dân gian truyền thống rồi. Bánh dân kêu mấy kêu ba đi, kêu ba luôn đi. Lúc anh đang thổi lửa nha, đang chồng tôi hấp bánh chuối. Nhóm lửa lên đang hấp bánh chuối cả nhà ơi. Bác cả nhà ăn bánh chuối với gia đình em nha. Đây Phượng đang pha chế bột gì nè, nước cốt gì nè phải không? Nóng nước cốt phải không? Nóng nước cốt. Đây chuẩn bị vô khuôn ha. Vô khuôn. Đó, nhóm lửa đốt phát một, phát một giấy này thì để nhóm kiểu kia lâu lắm. Tôi nhóm nãy giờ chưa cháy đâu. Mọi người ơi, ông và chồng của bà anh nhóm lửa hay lắm nha. Úc Anh vlog. Ông chỉ dạy cho Úc Anh, tôi cũng cá mới tới giờ. Đó, thấy Dũng nhóm lửa bả cháy không? Đầu tiên đốt miếng lá dừa rồi để củi nhỏ, cái để củi bự lên rồi xong. Lá dừa khô mới được nha mọi người. Lá dừa khô được nha, lá dừa tươi không được nha. Lá dừa tươi là nó không cháy. Lưu ý là lá dừa tươi không được. Cái nồi bự để đâu? Đó thì sao đó đó. Rồi, lấy thêm 3-4 miếng giấy nha chị anh ơi. Giấy ngay chỗ tủ lạnh đó đặng ra lau cái lá chuối cho khô nè. Đặng mà mình thôi ăn nó dơ tôi không chịu đâu. nhiêu bột thì làm luôn bánh. Đủ không? Dư nữa nè, dư nè, bột này làm bánh. Bột miếng đủ không có. Không có ba cần bột nhiều đâu. Tôi vô trong cái hành tôi xóc. Đây, uống cho nước. Đó ngon lắm tay thôi. Nữa nữa, thêm nhiều nữa nữa. Gì mà không nhiêu nữa mà lắm tay của bà đó hả? Lắm tay đứng ha. Để đứng nằm nữa trời. Ờ. Mình kiếm cái cục gạch để vô. Nặng mình hấp chuối nha cả nhà. Lỏng không đó, lạnh hơn bữa hổm gì ngon đó. Cho bột nó nghỉ ngơi chút. Để cho yên cho nó yên nghỉ. Cho nó nở bột. Rồi hai cô thợ bánh chuẩn bị vô khuôn, vô xửng. Đổ bánh. Để mình tha mà miếng dầu vô lá cho hồi nữa gỡ bánh cho nó dễ đó cả nhà. Rồi. Ok. Dòng cái này luôn rồi đó, không nữa nó dính vô chỗ này nữa. Ta sát vô nó cho hai chỗ này nè. Chiều nay là anh Dũng có độ nhậu nữa. Này có kèo nữa. Có kèo giờ này không vô rồi chắc ăn mình đó hả? Chứ ai vô đó thì kèo na cái thằng nam đó. Nó có thằng nam đó thôi chứ nam nào giờ. Nhớ chiều tôi nhắc nó lấy cái hộp về, cái hộp nó hỏi. Treo cái hộp đó 100 ngàn vậy không chịu lấy. Cái tới chừng cái ai mượn cái hỏi cái hộp nó đựng con gà vô đó, giờ quay được nó đó, nhớ không? Có ăn cho biết nhậu đó bà, có chị mà rồi còn cái đợt tôi ăn lạc đó tôi đâu có ăn được đó, không hỏi. Con Linh nó lấy về và nó đựng cái gì đó. Nó chưa kịp cho con trả cho nó để tôi hỏi coi bỏ đường vô đây không nhỉ? Đó. Đường muối cho nó đậm đà, cành ghê. Nãy giờ anh quay được 20 phút rồi anh tắt hả? Chưa, còn đang quay. Làm cho hấu tánh cái kệ để củi này cả nhà. Rồi, được chưa? Giờ mình đổ bột vô khuôn đi hấp nha cả nhà. Bột cho nó đều, đặng cho nó đổ cho nó ngon. lên mặt nó đẹp nha cả nhà. Dữ rồi. Ừ. Rồi, được rồi, rồi đó. Rồi, cho thêm lớp bột lên lớp chuối nữa. Một lớp bột trong cái sắt, một lớp chuối sắt. Xong thêm lớp bột nữa ha. Ừ. Rồi, cho xửng đầu tiên vô hấp nha cả nhà. Vừa luôn ha, vừa cái nồi luôn. Rồi, đây. Rồi, hấp xửng đầu tiên. Tiếp tục mấy cổ vô một xửng nữa. Lên xửng thứ hai. Cô giờ bóp 15 20 phút không? Cỡ 15 phút đi. Nhưng mà cỡ chừng 5 phút thôi. Lấy hơi cái này. Lấy hơi là chút nước mà hơi ra ngoài. 4:10. Chín rồi mời cả nhà dùng bánh rồi. Nha. Hai cô thợ bánh làm bánh chín rồi. Ok, mời cả nhà nha. Gạo đó nha cả nhà.